Sự khác biệt từ thức tỉnh Jason. Chapter 1069 đang cho thấy được rất nhiều sự kiện liên quan đến trái ác quỷ Zon, đã có thêm những lời giải đáp liên quan đến sự thức tỉnh. Và câu trả lời dành cho vị Kaido đã thức tỉnh sức mạnh trái Zon thần thoại của mình hay chưa cũng sẽ được giải đáp trong video này. Luffy cũng đang chứng minh được cho cả thế giới thấy được đẳng cấp của mình nằm ở đâu sau khi hạ gục sinh vật mạnh nhất. Khả năng thức tỉnh lố bịch từ người cao su khiến cho Luffy nhận ngay cái kết đắng. Nó không quá khác biệt so với những dự đoán mà các nhà tiên tri One Piece đưa ra từ trước, nhưng không phải là với một đấm. Mà tại sao Luffy không dùng Gear 4 thay vì dùng Gear 5? Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích sâu hơn một số diễn biến chính của chapter 1069 trước khi ra full chat vào thứ năm tuần này anh em nha. Đừng quên một like, một đăng ký kênh của anh em sẽ là động lực khổng lồ để mình tiếp tục hành trình chinh phục cái nút bạc YouTube đây nha. Lên thuyền anh em ơi. Mở đầu chapter 1069, Rob Lucy đã rất thất thần khi mà nhìn thấy Luffy kể đến bại mình 2 năm trước trong Enies Lobby để khiến cho cuộc đời của hắn trở nên thời thảm. Trận chiến đó khiến cho Rob Lucy mất rất nhiều máu. Nếu như không được đồng đội CP9 cứu chuỗi thì anh ta sẽ bỏ mạng. Đã vậy, Spandam còn đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu của nhóm CP9 khiến cho họ gặp rắc rối. Và trong time skip, bằng một cách thức nào đó, CP9 được nâng cấp lên thành CP0 làm việc cho chính phủ. Hơn ngày hết, Rob Lucy hiểu rõ bản chất của chính phủ, nhưng vì công lý riêng của mình nên anh ta phải chấp nhận thực hiện một số nhiệm vụ được giao phó. Và giờ là đến hết thủ tiêu Vegabond. Anh ta đã phá hủy đi con mắt trái của bên 05. Đây là một gợi ý rất tốt cho biệt danh của Rob Lucy, kỵ cướp ánh sáng. Nó có liên quan một phần nào đó đến con mắt trái trên bản đồ Skype và dạ dạ này hay không? Vừa mới thể hiện được một chút xíu sức mạnh thì Rob Lucy lại đụng độ với tứ hoàng Luffy. Một kèo tái đấu kinh điển nhưng lần này là khác biệt hoàn toàn. Nếu trước đó Rob Lucy chơi đùa và cho Luffy gợi ý về sức mạnh của mình thì lần này là cuộc chiến khốc liệt hơn. Rob Lucy rất tự tin với sự tiến bộ của Jason. Kakko nhận thấy được những nguy hiểm, mặc dù trước đó bị đồng đội của mình chơi khăm, Stussy không gợi ý vào những tia laser mà đỡ cho mình bị dính đòn. Nhưng anh ta vẫn gợi ý cùng với Rob Lucy nên hợp lực lại để chơi Luffy. Bởi vì theo những gì được biết trong cuốn bách khoa về trái ác quỷ, hình dạng và sức mạnh của Luffy không hề được đề cập. Nó là một cái thứ gì đó rất quái dị và khác biệt. Luffy lại ta đây, cần gì, mình anh đủ đấm thằng nhóc tứ hoàng này rồi. Rob Lucy bật diện lai thức tỉnh của mình lên để chiến đấu với Luffy một cách trực diện. Hình dạng của hắn trông rất giống với Chopper khi nắp thuốc khổng lồ. Nanh vuốt thì dài ra chẳng khác nào là hổ nanh kiếm của Hoso. Vậy là lần này, sự tái xuất không phải dựa trên Haki cấp cao hay là Haki vũ trang toàn thân có màu đen, báo đen gì nữa. Nó vẫn là trái quỷ, một dạng sức mạnh được gọi là thức tỉnh khác biệt hoàn toàn so với những gì được biết từ trước đến nay. Theo như được cung cấp thì Rob Lucy cũng rất mạnh. Hắn đã chiến đấu với Luffy rất cù nhay, không hề đơn thuần một đấm như các nhà tiên tri đã nghĩ đến. Và chúng ta cũng sẽ cùng phân tích về sự thức tỉnh này. Nó mang đến cho người dùng trái Zon một dạng biến đổi hoàn toàn khác biệt so với thông thường là ba dạng: người, thú và lai. Chopper trước đó cũng dùng thuốc để can thiệp quá trình biến đổi của mình. Đây được xem là một phần của khả năng thức tỉnh. Tức Chopper mới là kẻ thức tỉnh trái quỷ đầu tiên được giới thiệu trong One Piece chứ không phải là mấy con thú mắc nết trong Evil. Bọn chúng bị cho là trở nên ngốc nghếch khi thức tỉnh. Và điểm này hoàn toàn không đúng. Do ý chí của người sử dụng, nó sẽ tác động đến nhận thức chứ không liên quan gì đến trái quỷ. Trái quỷ Zon bổ sung các chỉ số sức mạnh vật lý cho người sử dụng. Và khi thức tỉnh thì một số cái điểm nào đó sẽ trở nên đột biến giúp cho người dùng mạnh mẽ hơn. Chopper ban đầu ở dạng khổng lồ không kiểm soát được ý thức, có thể chính là do tác dụng phụ của chơi thuốc quá liều. Tương tự như đã thấy ở Wano, bị biến thành hình dạng Chopper Baby GG khi mà cố gắng duy trì điểm mới hoạt quá lâu. Dĩ nhiên là khi thức tỉnh tự nhiên thì bao giờ cũng phải ổn áp về mặt ý thức hơn so với lại chơi thuốc kích thích rồi. Và từ đây chúng ta sẽ quay trở lại với Kaido. Thực sự lão đã thức tỉnh chiếc Zon thần thoại của mình hay là chưa? Hẳn là khá nhiều anh em sẽ vô cùng thắc mắc. Kaido trong quá trình chiến đấu Wano không cho thấy thêm bất kỳ hình dạng sức mạnh nào khác ngoài ba trạng thái căn bản là người, thú và lai cả. Phải nói sức mạnh thể chất của lão rất bá mà lại là tứ hoàng nên nhiều người không tin rằng đó là do thức tỉnh. Nhưng chúng ta nên để ý lại, gần đây tiến sĩ Vegabond đã nói gì? Ông ta cho rằng trái quỷ mình nghiên cứu bị Momonosuke ăn mất thất bại vì nguyên nhân củ chuối là màu sắc không giống hệt. Bởi vì Momo đã có thể hóa thành một con rồng chẳng khác gì Kaido, cả về mặt sức mạnh, vì cậu ta không thuần thục trong việc sử dụng các kỹ năng nên không thể tạo ra lửa, gió và bão như là Kaido mà thôi. Và ban đầu khi ăn trái quỷ này, Momo chỉ là một con lương, không giống một con rồng chút nào cả. Nói giỡn thôi chứ nó là con rồng con. Phải đến đổi 20 năm tuổi thọ của mình thì Momo mới hóa thành một con rồng trưởng thành. Liệu quá trình này có được gọi là thức tỉnh hay không? Doflamingo từng nói rằng có hàng xa số các kiểu thức tỉnh trái quỷ, cho thấy được có thể khả năng thức tỉnh ở mỗi trái là khác nhau. Chẳng hạn như lấy bọn quái thú Imidao làm ví dụ. Bọn chúng không hề thông minh, không hề biết cách biến đổi năng lực trái quỷ của mình trong chiến đấu. Suốt ngày chỉ biết cầm mấy cái dùi cui đi gỡ đầu bọn tù nhân, cũng không trải qua những trận chiến ác liệt, hàng vạn cái không đập vào trong mặt của bọn chúng. Nhưng chúng vẫn được gọi là thức tỉnh, và chuyện quái gì đang xảy ra đây? Có vẻ chúng ta quên mất là tại sao mấy con quái thú này lại thức tỉnh dễ dàng dữ vậy trời. Trong khi Luffy để thức tỉnh được sức mạnh của mình đã bị Kaido đập cho chết lên chết xuống. Và dựa trên các thông tin này chứng tỏ được ở mỗi trái ác quỷ sẽ có cơ chế thức tỉnh nào đó riêng biệt. Và Kaido trong giai đoạn cuối cùng đã hóa thành một con hổ lòng đại cự, tức là rồng dung nham, thiêu đốt mọi thứ xung quanh khi chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì như cái sừng ở đầu lâu. Chứng tỏ được khả năng thể chất, tốc độ và sự hồi phục mà Kaido có là do thức tỉnh cộng hưởng với lại Haki.
biến lão trở thành quái vật bất khả xâm phạm, kim kèn bất hoại. Chapter 1046, Kaido gọi hình dạng G5 của Luffy là thức tỉnh. Tinh thần và thể chất của người sử dụng sẽ phát huy tối đa tiềm năng của trái ác quỷ mình đang sở hữu. Thì với một người như Kaido, am hiểu tường tận thế giới, nhìn phát là biết ngay Luffy thức tỉnh, thì hẳn lão đã từng trải qua giai đoạn đó mới cung cấp thông tin một cách chính xác như vậy. Tổng hợp lại các phân tích ở trên, thì Kaido đã thức tỉnh trái dòng thần thoại Uo Onomi để đạt được khả năng bất bại với danh nghĩa là sinh vật mạnh nhất thế giới. Còn hình dạng rồng bé nhỏ cho đến trưởng thành là do phụ thuộc vào độ tuổi của người sử dụng mà thôi. Nhưng ít nhất cũng biết được, đặc tính của trái Kaido không phải là cá tiến hóa hay là cá thức tỉnh thành rồng, mà nó là một con rồng châu Á có sẵn từ nhỏ và lớn dần theo thời gian. Quay trở lại với chapter 1069, chúng ta nhìn thấy được cuộc chiến thức tỉnh trái của giữa Luffy và Lucy. Luffy cho thấy được sức mạnh lố bịch chỉ bị giới hạn bởi khả năng tưởng tượng của cậu ta. Sức mạnh đến cả Kaido trước đó cũng không thể nào lường trước được với kinh nghiệm chiến đấu của mình. Rút Lucy thức tỉnh trên giòn báo, hình dạng thức tỉnh của nó rất dữ tợn, mang đậm đặc tính của thú săn mồi, kỹ năng chiến đấu mang độ sắc sảo lớn hơn thay vì cào cấu hay là ngợm và cắn đối thủ. Một trái giòn thông thường không thể so sánh được với một trái giòn truyền thuyết, và cuộc chiến này thiên về hai trái giòn, nhưng tất cả những sát thủ si không lại không biết được Luffy đang sử một trái giòn. Bọn chúng chỉ biết rằng nó là trái cao su thông thường. Thông qua cuốn bách kho toàn thư về trái quỷ thì trái Gomu Gomu no Mi không hề có mô tả nào về hình dạng sức mạnh quá dị này, khiến chúng cực kỳ bất ngờ. Cuộc chiến diễn ra giống như Tom và Jerry, và có thể nhiều bạn cũng chưa biết đến cái bộ phim hoạt hình này, vì thế các bạn hãy xem nó ít nhất là một lần để thấy được độ đáng sợ. Những đòn tấn công của Luffy mang tính phóng đại dựa trên sự kéo giãn của cao su mà không bị giới hạn bởi các tác động vật lý. Khi dính đòn sẽ bị biến dạng và sau đó sẽ trở về lại dạng cũ mà không bị tổn thương. Chính Kaido cũng nói sức mạnh này chỉ có trong truyện tranh. Thực ra chúng ta phải thấy được Luffy rất mạnh. Vì sao Luffy phải chuyển đổi sang cơ số mạnh nhất là G5 ngay tức khắc để chiến đấu, thay vì với sức mạnh Haki của mình thì cậu ta có thể chiến đấu trong dạng người như là khi hành Kaido. Luffy 2 năm trước đã biết đến sức mạnh của Luffy. Hắn thật sự quá sức tưởng tượng. Nếu không nỗ lực vượt qua cái chết thì Luffy đã nằm lại tại Enies Lobby trong tay của hắn. Một sự thận trọng đến kinh ngạc khi Luffy đã mạnh lên rất nhiều. Cả rớt Luffy cũng vậy. Hắn thừa biết Luffy đã trải qua những gì để nắm giữ danh hiệu Tử Hoàng, cũng là người từng hạ gục hắn bằng sức mạnh ý chí của bản thân, và thậm chí hắn suýt tới chết nếu như không được đồng đội giúp đỡ. Hình dạng thức tỉnh mạnh nhất đó là cho thấy được sự nỗi sợ của hắn với Luffy. Cả hai cùng bung toàn bộ sức mạnh của mình ra trước đối thủ cũ. Cuối cùng thì người hâm mộ cũng có được câu trả lời. Luffy mới là người mạnh hơn, Lucy chưa đủ trình. Nhưng sức mạnh của Luffy lại không chênh lệch quá lớn so với Rook Lucy, vì cần phải chiến đấu trong trạng thái mạnh nhất thay vì chiến đấu theo cách thông thường. Kết quả cũng đã rõ. Cuối chapter này, mặc dù bị đánh bại knock out, nhưng Lucy đã hồi phục trở lại nhanh chóng bằng sự thức tỉnh. Hắn quyết định đưa lệnh cho những CP0 rút lui khỏi Ethic bởi cảm nhận thấy được quyền lực của Tứ Hoàng Luffy. Cảnh này khiến mình nhớ lại Kaido. Lão mà không rớt xuống hố dung nham và chết trong đó thì có mà toàn thật sự ở Wano rồi em ạ. Khả năng hồi phục sau thức tỉnh thực sự là đáng sợ vãi cả chưởng. Một phần ở chapter 1069, Gizero lại xin phép một lần nữa xuất trận ở Ethic, nhưng mà Akainu vẫn từ chối vì lý do nào đó, không hẳn là vì CP0, hay vì băng mũ rồng có mặt ở đây, hay vì mục đích thủ tiêu tiến sĩ Vegapunk. Còn chờ thêm biển full chap để thấy được rõ hơn hành động của Gizero và Akainu vào thứ năm tuần này. Thế nên đừng bỏ lỡ nha. Và mình sẽ cố gắng cập nhật tin tức mới sớm nhất đến cho anh em. Cảm ơn anh em đã không quên đồng hành cùng mình.